Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ chiều tối, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020. Thì hiện tại thì trên màn hình quý vị đang xem thì chúng tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bộ ghế móc cũ tái chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình. Và bộ này là bộ 8 món và là bộ phiên bản đặc biệt. Mặt ghế và tất cả mặt ghế và mặt bàn đều bằng đá hết. Đó, và vách tựa bằng đá. Thì cái bộ ghế này thì chúng tôi vừa mới cho thợ là hoàn thiện kỹ xi sáp và đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những cái bộ ghế móc 8 món mặt đá hàng bản đặc biệt như thế này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc có thể về tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Thì quý vị hết sức thông cảm là do là ngoài cửa hàng chính của chúng tôi thì là nó đã chờ rồi, tại vì là cái diện tích giới hạn cho phép, đâm ra là kê rất là nhiều đồ, đâm ra là chúng tôi về quay luôn cái bộ ghế 8 món này ở tại nhà thợ vừa mới hoàn thiện xong để cho quý vị xem. Đó thì cái kho này thì nhà thợ đánh cái giáp thì vừa mới hoàn thiện cho cửa hàng của chúng tôi. Đó thì chúng tôi kê tạm luôn trong nhà này, chúng tôi quay lên cho nên là ánh sáng không đủ, quý vị hết sức là thông cảm. Tại vì do là cái không gian ở ngoài cửa hàng của chúng tôi nó đã quá là chật rồi. Đó thì đây là chúng tôi để trong kho thì cách cửa hàng của chúng tôi, cách cửa hàng chính của chúng tôi chừng hơn 100m thôi. Đó, và ở trong ngõ thì đâm ra chúng tôi không kê được ra ngoài mặt đường được, quý vị thông cảm. Thì đây tôi giới thiệu luôn là đây là cái bộ ghế này thì ghế đơn thì là rộng là 70. Đó, và sâu chiều sâu trong lòng sử dụng là 50 và cao là từ mặt đất lên mặt ghế là 50. Đó, và cao hết ghế là 1m20. Và đấy quý vị có thể thấy là đây là cái dáng móc đây, quý vị có thể thấy là kỹ thuật làm thì đỉnh cao luôn. Đó, kỹ thuật làm quá đỉnh cao, móc vuốt. Đây là do những cái bộ móc này do những cái người nghệ nhân gốc nghề chế tác ra. Và đây là mặt ghế bằng đá. Đó, mặt ghế bằng đá vân gân cực đẹp luôn. Và mặt đá ghế là dày đủ 2/2 đậu. Đó, quý vị có thể thấy là đây là một bộ độc đáo luôn, mà chúng tôi chưa từng bán một bộ nào như bộ này. Và đây là chiếc ghế đơn thứ hai. Đó, gỗ lạt thì quý vị có thể thấy là gỗ lạt thì lành lặn trong ngoài như nhau. Đó, lành lặn nguyên zin đến 98%. Và bộ này thì chúng tôi vừa mới xi sáp lại xong. Đó, vẫn còn một vài phần nữa thì như chúng tôi cho lên luôn như này để cho quý vị nào mà thực sự có nhu cầu đến xem trực tiếp thì chúng tôi sẽ có một vài phần nữa thì chúng tôi sẽ làm lốt để bàn giao cho quý vị. Và đây là tiếp theo là chiếc đoàn. Đó, chiếc đoàn đây thì quý vị có thể thấy là đây là chiếc đoàn thì là dài là 1m90. Đó, phủ bì là 1m90. Tôi xin lỗi, 1m92, và sâu trong lòng sử dụng là 50 và cao cũng là 50. Đó, và đây mặt đá đã chia làm 3 ô, đá rất đẹp luôn, đá dày 2/2. Đó, vân mây vân núi cực kỳ đặc sắc. Những cái viên đá này thì nó quá là giá trị luôn. Thì từ các cái yếm đây, hàng cũng là xỉ, gỗ xỉ, không có hàng tâm hàng cành. Đó, hàng không chắp ghép, nó không rác dập mới mọt gì cả. Đường móc thì rất là khôn. Đó, đây là một trong những bộ ghế mà do những nghệ nhân chế tác ra. Và đây quý vị có thể thấy là ba viên đá đây, vân mây vân núi, mỗi một viên là ra một cảnh. Đó, rất là đẹp luôn và đỉnh cao. Đó, thì quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể bớt chút thời gian là về trực tiếp tại cơ sở Bùi Tuấn của chúng tôi để xem cái bộ ghế móc 8 món chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình bản đặc biệt này. Và đây là tiếp theo, đây là hai chiếc ghế đơn ở bên này. Đó, bộ này 8 món gồm một đoàn 4 ghế đơn và hai đôi là một bàn. Đó, như nhau luôn. Và đây là những cái sập mà chúng tôi đang kê, tại vì do cửa hàng chúng tôi là rất là chật rồi. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì đến trực tiếp để xem. Thì cửa hàng chúng tôi bán đa dạng rất là nhiều những cái mẫu mã như sập, tủ, bàn ghế các loại, kệ tivi, tủ bày đồ, tranh khảm, tranh đục, chúng tôi đều có đầy đủ cả. Kính mong quý vị là bớt chút thời gian là về tại cơ sở của chúng tôi để có thể là xem tận mắt. Đó, đẹp từ ngang luôn, từ mặt hậu đây quý vị có thể thấy là lành từ mặt hậu. Đó, rất đẹp. Và đằng sau này chúng tôi có đính thêm những cái bít đồng để cho nó, những cái khánh đồng để cho nó đẹp hơn. Và bàn này thì là kích thước là chiều dài là 1m40 trên mặt và chiều ngang là 78. Và đá quý vị có thể thấy là như một dòng sông luôn, như những dòng sông, như những áng mây áng núi rất đẹp. Đó, và dưới đợt này thì là đợt tràn gỗ lạt yếm miệt đây, trơn đây, không vết tích gì cả, rất đẹp. Do là cái ánh sáng nó hơi tối một chút cho nên là quý vị hết sức thông cảm cho chúng tôi. Đó, thì quý vị xem video clip chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh và nhấn nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày.
Và quý vị nhớ đừng quên là chia sẻ video clip của chúng tôi để nhiều người biết tới cửa hàng của chúng tôi hơn, để cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.